Nhưng nến, gừng có lẽ là một loại nguyên liệu mà người Việt Nam thì ai cũng biết đến. Tuy nhiên, tinh dầu gừng lại không được nhắc tới thường xuyên. Chính vì vậy, không phải ai cũng biết đến được tác dụng của tinh dầu gừng. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị tác dụng của tinh dầu gừng với làn da của chúng ta. Tác dụng của tinh dầu gừng. Trong thành phần của tinh dầu gừng có curcumin, có công dụng tiêu diệt vi khuẩn, giúp vết thương mau lành. Chính vì vậy, khi bị thương ta cũng thường bôi bột gừng vào để cầm máu và hỗ trợ vết thương nhanh lành hơn. Hỗ trợ phòng ngừa nám da. Những cấu tạo trong tinh dầu gừng giúp kích thích giai đoạn loại bỏ tế bào da nhiễm sắc tố, sinh ra nám và ngăn chặn tác hại của tia UV có trong ánh nắng mặt trời, hỗ trợ làm da trắng hơn và mờ nhanh vết nám có trên mặt. Tinh dầu gừng có khả năng phòng ngừa oxy hóa cao nên tinh dầu gừng được sử dụng nhiều trong việc nuôi dưỡng và tái hiện da, giúp cho làn da của bạn khỏe mạnh và mang đến làn da trơn nhẵn, tươi trẻ, tràn ngập sức sống. Cùng với khả năng ngăn chặn oxy hóa mạnh của mình, tinh dầu gừng sẽ giúp cho làn da của chúng ta trở nên săn chắc hơn và giữ vững được cấu trúc collagen, đồng thời loại bỏ đi các nếp nhăn trên khuôn mặt, đặc biệt là nếp nhăn ở đôi mắt. Và đó là những công dụng tuyệt vời của tinh dầu gừng với làn da của chúng ta. Ngay bây giờ, mời quý vị hãy cùng theo dõi công thức để làm tinh dầu gừng. Nguyên liệu thì hết sức là đơn giản. Đầu tiên đó là gừng và thứ hai đó là dầu thực vật. Dầu thực vật thì chúng ta có thể lựa chọn các loại dầu, ví dụ như dầu dừa này, dầu nành, dầu cọ, dầu ô liu, dầu hạt cải. Nhưng mà tốt nhất thì chúng ta nên lựa chọn những loại dầu có điểm nhiệt cao nhất. Và hôm nay Ngọc lựa chọn đó chính là dầu dừa. Gừng thì chúng ta nên lựa chọn những củ gừng tươi, càng tươi càng tốt, bởi vì là tinh dầu sẽ nằm ở rất nhiều những cái củ tươi, còn những củ héo và củ già rồi thì lại không có nhiều tinh dầu. Chúng ta sẽ cân 200g gừng. Sau khi chúng ta thái xong rồi, chúng ta sẽ cho vào để xay nhuyễn ra. Mọi người lưu ý là chúng ta sẽ sử dụng nước cốt của gừng và không pha thêm nước vào. Sau khi xay xong thì chúng ta sẽ lấy cái dây lọc để chắt lấy cái nước cốt của gừng. Lọc càng kỹ càng tốt để lấy được càng nhiều nước càng tốt. Tinh dầu gừng rất là dễ bay hơi, cho nên là chúng ta sẽ cần phải kết hợp với dầu thực vật để lưu giữ tinh dầu lại. Với 15ml nước cốt dầu gừng chúng ta ép ra được thì chúng ta sẽ sử dụng tương đương với 50ml dầu thực vật. Và bây giờ chúng ta bắt đầu nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ đun nóng dầu lên. Khi mà dầu bắt đầu sôi lăn tăn thì chúng ta sẽ cho dầu gừng vào. Chúng ta cứ đảo đều, rồi nóng sôi già lên chúng ta sẽ dừng lại và để khi nào nguội chúng ta sẽ rót vào một cái hũ thủy tinh để lưu trữ tinh dầu nhé. Vậy là chúng ta đã hoàn thành công đoạn làm tinh dầu gừng rồi. Và sản phẩm này thì chúng ta có thể để ở trong nhiệt độ phòng khoảng 6 tháng hoặc là sẽ ngắn hơn với những thời tiết là thay đổi nóng ẩm này. Thì tốt nhất chúng ta sẽ quan sát khi thấy dầu gừng chúng ta bị sủi bọt hay là có những cái dấu hiệu biến đổi mùi thì chúng ta có thể ngưng sử dụng. Friday. Hy vọng rằng với những gợi ý trong chương trình ngày hôm nay, quý vị sẽ bỏ túi thêm cho mình được những kinh nghiệm trong việc chăm sóc da hàng ngày, đặc biệt là sử dụng tinh dầu gừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Tới đây thì thời lượng của chương trình cũng xin khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại trong những số